Chào anh em. Ừ, chào em. Ai à, thề. Chào anh. Ừ, chào hai anh em. Mật ong à, hay gì đấy? Mật ong anh ạ. Ai à, dạ. Ngon đấy nhỉ? Vâng. Có một lít này, một lít với một nửa thì là quận một chú. Em tìm một nửa thôi anh ạ. À, em ở đây, thế em đông chung vào đây à? Vâng, đông chung vào hai chơi này là chơi anh ạ. Ừ. Vâng. Ok. Mật ong nhà em vào đấy các bác, thì hôm qua em vào đấy, thì bảo là em vào là tình hình là sáng ngày hôm nay là ra lấy lợn thì có mật ong thì lấy ra đây cho em bé luôn. Thì em vào là có nửa lít thôi các bác ơi. Còn lại là của chú gần nhà hay là ở đất tận đâu? Của chú ở giữa Lũng Pù anh ạ. Lũng Pù à? Vâng. À. Bởi vì là trước thì em nhờ anh bán nhiều hơn thì bảo chú đấy thì không biết bán thì bảo em lấy sang đây bảo là anh giúp bán cho à. Chú đấy. À rồi rồi rồi, ok. Các bác ạ, à, khoảng cỡ 2 lít. Ui ui. Vụng về quá các bác nhỉ. Ok, khoảng cỡ 2 lít à, có các bác nào nếu mà có nhu cầu sử dụng à, những cái sản phẩm của bà con ở trên vùng cao như là mật ong rừng à, cũng như mật ong Bạc Hà thì à, các bác có thể liên hệ đến kênh nhé, qua số điện thoại là 0962407361 à, để tiêu thụ những cái sản phẩm này để giúp đỡ cho bà con ở trên vùng cao có thêm những cái thu nhập kinh phí để à, lo cho gia đình. Và hơn nữa khi nào mà mà cũng chưa bán được 2-3 ngày mà chưa có các bác nào lấy thì à, team mình sẽ ngâm vào một cái lọ thủy tinh như thế này. Đây là cái nụ hoa đu đủ đực ấy các bác. Cái này thì sản phẩm này là gia đình đang dùng khi mà ốm đau ấy thì dùng qua mất rồi, đâm ra là hiện nay nó không phun rồi. Cái này thì để gia đình dùng thôi, còn hiện nay là ở nhà vẫn còn ngâm khoảng tầm 6-7 lọ như thế này, cũng đã đến tuổi sử dụng được rồi. Nếu như các bác có nhu cầu thì cứ alo nhé cho team để anh em có một chút thu nhập, cũng như là bà con có thêm những cái phần mắm, phần muối, nói chung là hỗ trợ được toàn diện luôn đấy các bác. Vì là team là mỗi như thế này là anh cũng xin lấy 20.000 nhá. Thế em được anh. Ừ. Bởi vì là anh nhờ anh bá thì 20.000 không ừ. Bao nhiêu đâu anh ạ. Nó là còn chai lọ này, tiền cứ gửi đi. Vâng. Đâm ra là anh cũng phải trích lại một tí để gọi là vừa hỗ trợ em nhưng mà vâng, okay. Có công một tí cho vợ anh ở nhà. Vâng. À. Hôm nay là có hai anh em mà lên trên này để chuẩn bị đi mua giống lợn các bác ạ. Thì là sáng ngày mấy giờ ra? 6 giờ. 6 giờ à? 6 giờ ra đến đây hay là 6 giờ mới từ nhà ra? 6 giờ thì đến đây rồi. 6 giờ đến đây sao gọi anh muộn đấy? Bởi vì là em xe người ta mua xe mua lợn ấy. À, anh bảo là đến đây thì cứ gọi anh, bởi vì lên trên này anh sẽ bàn giao tiền trước. Xong bắt đầu là anh em mình hãng đi ra ngoài chợ mua. Đến lúc ra đấy thì nó lộn xộn nên nhiều khi là tìm con lợn này này kia kia này, các thứ nó cũng khó. Hai anh em là hôm nay là ra sẽ mua lợn nái nhé, để cho nó sinh đẻ sau này có con có cái ấy. Thưa các bác là về phía gia đình nhà em và thì có chương trình trợ giúp từ cô Judy Đặng. Cô thì cũng đã gửi tiền về từ trước Tết rồi các bác. Cũng dự kiến là sẽ mua một cái con lợn dành tặng cho mấy mẹ con của chị gái em, tức là nhà chị Mỹ. Cô gửi về là 3 triệu nhá. Vâng, okay. Tuy nhiên thì chị không may thì cũng đã qua đời. Thì bây giờ là hai cháu thì cũng do là bên nhà em là cũng nuôi nấng ấy. Đấy, đâm ra là cái mong muốn của gia đình em là vẫn có con lợn để nuôi các bác ạ. Thứ nhất là có con vật để nuôi để gia đình có rất là nhiều rau nhiều cỏ bên dưới nhà ấy. Thứ hai là nuôi sau này phát triển được ấy thì là sẽ để cho các cháu đúng không. Gia đình em và còn dự kiến là chuyển hẳn cả cái chuồng lợn, tức là chuyển về cái chỗ nhà của chị Mỹ kìa. Vâng, bởi vì là khi nào có lợn thì để đứa con thì chuyển một cái chuồng là về trên nhà mới anh ạ. Nhớ là hai anh em là để cho phát triển kinh tế thôi nhé, không phải là lớn cái bán đi lại cụt vốn, nhớ chưa? Nhớ đó anh ạ, bởi vì là mình nuôi cho phát triển, cho khi nào ấy, hai con của chị mình thì lớn lớn thì mình đưa tiền đưa cho đi học này, nuôi ăn uống cho nó anh ạ. Ừ đúng rồi, cái tương lai nó còn dài lắm, nói chung là như thế. Đấy là về phía em là tí nữa anh sẽ bàn giao cho em là 3 triệu nhá. Xong rồi mua được bao nhiêu thì mua. Còn dư đồng nào thì hai anh em đi ăn uống cái gì thì ăn, mua cái gì thì mua thêm ấy. Bởi vì là mình mua được như thế thì để lại cho mình mua một ít ngô để cho nuôi ấy. Cho thêm con lợn nữa phải không?
Ok, về phía gia đình nhà em Thế ấy, thì là tổng cộng là vào 4.700.000 đúng rồi, 4.700.000 các bác ạ. Trong đó là có chú ba ở 5.700.000 đấy, phải không ta? 4.700.000, xin lỗi em. Nhà chú ba ở Thuận An lái thiêu là 3.000.000, giúp trước đó là anh cũng đã kê khai. Còn một cô ở thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang là 2.000.000, nhưng hôm nọ mua đi một bao gạo rồi. Thế là còn 1.700.000 thôi. Thế là còn 4.700.000. Nhưng mà hôm nay là anh cũng sẽ bàn giao cho em là 3.000.000 thôi. Còn 1.700.000 để phòng thân cho sáng mai em gái ra ngoài này khám chữa bệnh nhé. Ra ngoài này xong rồi anh mới bàn giao tiền nhé. Em gái sáng mai chắc chắn là phải ra. Không ra đợt này là nhiều các bác là không vừa lòng các thứ rồi. Rất là nhiều bác bảo là cháu ơi sao không đưa em nó đi luôn, nhưng mà nó không đúng cái ngày làm việc của nhà nước các bác ạ. Chúng thứ bảy chủ nhật ấy thì là đến cái bệnh viện ấy thì người ta sẽ chỉ có những người trực ở đấy thôi, trừ ra cấp cứu thì người ta mới làm, chứ còn là những cái bệnh thông thường như gãy chân này, thà rằng bảo là mới bị ngã gãy chân các thứ này kia máu me bê bét ấy, thì là người ta cũng sẽ cấp cứu cho luôn. Nhưng mà cái kiểu của em gái em là cũng chịu đựng từ mùng 4 Tết đến giờ rồi. Bây giờ anh em mình lấy tiền xong rồi bắt đầu đi ra mua thôi nhỉ. Chia sẻ đến cho các bác. Xong rồi về nhà Thề đã có chuồng trại gì đâu? Em chưa có đi thì mẹ có một cái chuồng, không có thì nhờ mẹ cho vào cái chuồng. Anh thấy mày sợ mẹ thế, khéo khi là không cả dám để đấy. Mẹ đến lúc nuôi lở dở rồi mẹ bảo không cho nữa thì sao? Không cho thì mình sẽ khi nào có tiền thì mình làm một cái chùa. Nhớ đâu lúc đấy thì chưa có tiền mà đã đuổi rồi. Đúng không? Thôi anh nói thế thôi. Nói chung là gia đình có mong muốn và có sự tài trợ từ các bác ấy thì là cứ mua về thôi. Xong thì là nói chung là mua những cái con vật này nó cũng đúng mà các bác ạ. Nói chung là gạo mì hoặc là một số những cái tiền mặt khác ấy thì là có là dùng là hết đấy. Nếu mà mình không kịp thời mà mình không mua được con này con kia là cũng cụt vốn. Sau này mấy anh em là cũng chả có cái gì để mà làm ăn. Để tiền cho mình dùng hết thì chắc là không mua được con gì anh ạ. Thế về thế thì anh mới bảo là thôi thì mấy anh em mà quyết định là triển khai đi nhỉ. Ôi, còn mỗi 2.500.000 này và 2.500.000 được không? Được à? Đây. Đây. 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000. Đây là của chú ba ở Thuận An lái thiêu Bình Dương. Sáu thẻ cao. Chú Nang nhỉ? Chú ba. Cháu thề cảm ơn chú ba giúp được phần tiền này cho cháu mua lợn về phát triển cho nhà cháu. Cháu cảm ơn nhiều. Rồi, cháu cũng gửi lời cảm ơn đến chú ở Thuận An lái thiêu. 1, 2, 3, ai nhờ, còn đúng tròn thế nhỉ? Và đứng dậy em ơi. 1, 2, 3. Cái này là của cô Duy Đi Đặng nhé. Thì như anh cũng đã nói là lẽ ra là cũng mua lợn cho hai cháu của chị Mỹ. Tuy nhiên thì chị không còn thì bây giờ gia đình em thay thế để mà nuôi nấng. Vì là gia đình em thì còn mẹ em thì mẹ em nuôi cho hai cháu ấy. Hôm nay thì cháu thay mặt của mấy mẹ con cảm ơn con Duy Đi Đặng ạ. Hôm nay thì cháu nhận được phần quà đi mua hai con lợn về để nuôi cho phát triển cho gia đình của hai cháu với gia đình em ạ. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Rồi đấy thì anh em cầm tiền nhé, tí mua thừa thì có thể là mua thêm bao gạo hay là mua thêm ít đồ ít đạc như chỗ nhà Thề thừa cũng có thể như thế nhé. Mua lợn thì có lẽ là nếu mà con có con 700-800 không có chứ đúng không? Chắc có, nhưng mà lửa đấy thì khó nuôi anh ạ. Có nuôi hơn à? Bởi vì là lửa đấy thì là khó nuôi 2-3 năm mới không thấy lớn ạ. Sao lại như thế nhỉ?
có con bé hơn thôi mà. Nhưng mà đứa bé này khó nuôi anh. Tôi thì hai anh em có kinh nghiệm rồi thì ở trên vùng cao này cứ thấy thế nào thì mình ra kia mình chọn thôi, đẹp hợp lý giá là được. Chứ còn để mà nói là em bé đi ra ngoài chợ chọn lợn hay chọn bò ấy thì là được cái là nó rất là khó. Khó ở đây là không phải là cùng dân tộc, cái bà con là dìm giá kinh khủng lắm các bác ạ. Cũng phải cùng dân tộc cái bà con nó mới trả rẻ với nhau được, là trả giá được. Mình thứ nhất không biết tiếng, và thứ hai là kiểu là thấy mình người ngoài cứ nghĩ mình có tiền hay kiểu gì không biết á. Tương phát là thí dụ trên này thì đi làm công việc thì không đi làm được giữa xây dựng bởi vì không đi làm được công ty thì chắc là ở nhà nuôi lợn này, nuôi bò, nhưng mà không có thì chắc là ở nhà làm nưa làm giấy thôi anh ạ. Ok, bây giờ trước khi đi thì em bé cũng nói lại lần nữa các bác nha, về cái sản phẩm của gia đình bà con ở đây là mật ong đá luôn đấy các bác, mật ong ở trong hang đá ấy. Đấy. Trong quá trình bà con đi nương đi dẫy thì có phát hiện được những cái tổ ong ở trên vùng cao, thì bà con đã bắt cái con ong đi về làm tổ ở tại nhà rồi, và có những cái mật ong thì bà con sẽ vắt ra như thế này. Đấy, sau này những cái tổ gần nhà nó thành ấy, mà bắt được cả tướng ấy thì mình sẽ tiếp tục là được vắt và được bán, đúng không? Vì mình bán được mẹ ở lâu lâu thì mình chắc là được ba bố trai như thế anh ạ. Ok nhá. Đây, bây giờ là anh em mình sẽ triển khai là đi tìm lợn để mua thôi. Không thì tí nữa lại muộn quá thì thời gian nó không cho phép thì nó lại con lợn người ta mua hết con đẹp nhá. Rồi. Bây giờ là mời các bác là cùng xuất phát thôi, đi ra chợ để thứ nhất đi chơi và thứ hai là cũng xem hai thanh niên này xem mua được con lợn xấu hay đẹp các bác nhé. Thì thắm sáng ngày dậy sớm buồn ngủ ra vẫn còn đi cả nhành nhỉ? Sao? Không phải, đói ấy. Đói à? Hôm nay không biết là ra chợ ăn cái gì được nhỉ? Hôm nay hồi hộp quá các bác ạ, không biết là ra chợ ăn cái món gì. Sáu giờ sáng. Nhìn thấy thì có con thì đẹp đẹp nhưng mà bây giờ đắt hơn anh ạ. Đắt hơn à? Bao tiền? 1,7 triệu rồi anh ạ. Ui dồi. Lấy con 1,2 triệu thôi. 1,2-1,5 triệu thôi, về nuôi nó khác lớn. Vì là mình không có tiền đếm đấy ấy, mình mua lượng đếm một tí. Mua nhưng mà 3 triệu này chắc chắn được 2 con, không biết là con kiểu như thế nào thôi nhỉ. Có thanh niên thề này đúng không? Thề chào các bác chưa? Chưa. Chào đi. Cháu thề chào các ông bà và các anh chị ạ. Và nào lúc nãy anh chưa thấy chào thì sao? Chưa anh ạ. Cháu bà xin chào các ông bà, cô chú anh chị ạ. Rồi. Chị Thắm chào chưa nhỉ? Chào tất cả các ông bà, các anh chị. Rồi ok. Các bác ơi, tí nữa bây giờ là đi ra chợ rồi, em bé mới nhớ. Thì tí nữa quay về phòng ấy thì là còn có. Chị Thắm ơi, bây giờ triển khai luôn. Lấy 300 ra nhá. Có cô Lan Quế Trung có tặng cho team mình là 1,2 triệu, tức là 50 đô ấy. Bây giờ đô lên thì là được bụng 1,2 triệu. Thì là chia cho 4 thành viên. Chị này, em này, và cả bạn Thành nữa. Bạn Thành thì mình tạm giữ lại đi, nhưng mà tóm lại là mỗi người 3 tăm. Lan Quế Trung. Ok. Chia tiền luôn phải không? Thế là hôm nay là cháu cảm ơn cô đã có phần quà cho đội nhóm cháu. Chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe. Hôm nay thì cô gửi một phần quà cho Thi ạ. Hôm nay thì cháu cảm ơn rất nhiều cô Lan Quế Trung ạ. Cô Lan Quế Trung là một nhà hảo tâm, một mạnh thường quân, là cũng đã đồng hành cùng với lại các anh em ở trong trong nhóm ấy, thì là cũng 3-4 năm nay rồi, và cũng rất may mắn là năm vừa rồi là cũng có cơ hội gặp mặt cô đấy, một người cô đã từng trợ giúp rất là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao, có những cái căn nhà là cô cũng ủng hộ đến gọi là 2-3 nghìn đô cũng có các bác ạ. Vì là cháu nhớ cô giúp cháu rất là nhiều rồi ạ. Đây là còn nhớ giúp cái điện thoại nữa cơ phải không? Đúng rồi anh ạ. Cái áo này phải đợt đấy cô gửi tiền cho mua không?
Đúng rồi anh ạ. Thế à? À nhà thế thì xịn rồi nhá. Chưa thể co gự về 2 triệu cho cháu đi mua quần áo ấy. Ừ. Thế là vẫn rất là nhớ đấy. Cô vừa rồi là gửi về 150 đấy các bác ạ. Nhưng mà làm có giúp cho bên chỗ anh Xuân Thiệu là 50 tiền. Còn 50 tiền thì cô giúp cho mấy hoàn cảnh bên Cao Bằng. Còn 50 tiền thì giúp anh em có động lực hơn. Và hôm nay thì chúng cháu lại có ít tiền đi ăn sáng rồi. Mèo Vạc là một trong những cái phiên chợ để mà nói là mang lại những cái nét văn hóa thô sơ của bà con ở trên vùng cao. Cứ mỗi chủ nhật hàng tuần thì bà con sẽ tụ họp tại đây, có những cái như là con vật này hoặc là rau cỏ các thứ thì bà con sẽ mang ra ngoài này để trao đổi hàng hóa với nhau, buôn và bán. Ở đây thì khách Tây mắt xanh lè luôn. Hôm nọ thề ghê nhờ, dám bắt tay với anh Tây kìa, bà Tây à. Bây giờ còn dám không? Anh Tây bảo lại thế đi bá tay của người ta thôi. À thế á. Đi làm quen à? Bế luôn này bà về chứ. Phải không? Ôi giời, thấy anh em theo dõi. Không biết tiếng của người ta thì lại đi bắt tay của người ta nữa. Hello, hello đâu. Hello. Và có dám hello không? Bởi vì là anh thầy bảo là hello cho người ta ấy. À, thế à? Hello cho à? Cho thế người ta thích không? Không dám bắt tay. Thế không dám bắt tay à? Hôm nay vẫn còn hơi sớm các bác ạ, đâm ra là cái chợ nó cũng chưa được đông mấy. Như thế này là chưa đông đâu. Chợ trên này thì một tuần có một lần, đâm ra là bà con người ta cũng tụ họp rất là đông. Đông quá nhỉ, vào khu vực chợ lợn này các bác ạ. Đây chợ heo này, đây, bà con dắt đi khá nhiều. Hết con nào rồi hả hai anh em? Hết con nào? Đang chờ thôi. Đang chờ nào? Bây giờ đang xem thôi gì? Đây được bao nhiêu chứ? Ơi, mua. Đây là chiếc mua. Ba con 4 triệu đồng các bác ạ. Những con hơi to. Cho mẹ đó. Cho mẹ sao? Yêu lo, yêu lo này. Awesome. À, tự nhiên này to. Ít tuổi ít trò là. À. Bé tủ ni là. Bé tủ tà hàn tàu nhớ. Bao trò là. 4.2 ba con này á các bác. Ô tủ mẹ này ní. Ý chỗ chi ý tủa? Ờ. Tunia là tu tu tu. Hai con này là vào 1.1 con các bác. Mỗi con 1.1 nhìn cũng đẹp dáng ấy, nhưng mà không biết là con được hay con gái thôi. Hai anh em đang xem ở ngoài kia. Thì cũng rẻ rẻ thôi mà các bác nhỉ. Đấy như con kia thì bé quá. Hai con đấy thì
rất là bé. Ở đây thì chợ này người ta bán ngan, bán vịt gì này các thứ rất là nhiều các bác ạ. Mua được con gì rồi? Mua được con này rồi. Con được cái con cái? Con cái luôn. Đấy. Đấy, lớn không còn không xem nữa. Đẹp quá nhỉ? Đây. Hai em đang tròn lợn ở trong kia ấy. Ở đang lựa. Đây đang lựa trong này đông quá thì chả vào được các bác ạ. Không phải là không vào được mà là ý là mình vào mình quay chia sẻ cho các bác xem ấy thì là nó hơi ấy một tí. Hơi vướng này này để em bé tìm đường sang bên kia đã. Đây bán dê các bác. Ở phía bên đằng này là cái chợ bò các bác nhá, chợ bò của huyện đây. Tất cả những cái phiên chợ vùng cao thì em thấy rằng là cái phiên chợ Mèo Vạc này nó mang lại rất là nhiều những cái nét hoang sơ. Chưa tìm được con nào ạ? Bây giờ mới phát hiện là và nó lấy cả mẹ nó về. Đây, mẹ của và các bác. Đi thứ chụp nào đi ạ? Đang trả giá các bác. Chốt rồi, chốt hai con này. Bao nhiêu vậy? 2.900. Nó thế là nguyên rồi. Cái được chứ. Cái là không à, không không xin xem. Đâu có đâu. Đó, tao phải có. Phải có. Mẹ sợ tụi à, thế ba. Cái này có rồi. Tún nia là nia lợn nái về nó còn đẻ nhỉ? Mình nuôi để lớn lớn thì để có ấy. Thề biết mua được con nào chứ? Chưa đâu. Con này triệu táo ấy. Triệu táo à? Bà hai cô ở bên ngoài kia 1.1 triệu. Ôi trời. Nếu như thế, 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 nế
mày vào hôm nay nhìn tươi có ai đây rồi, thanh niên cũng được rồi. Tớ hai con à? Bao nhiêu? 2.4 á? Có chị nhớ nhầm buồn mà không buồn thì chị trong góc đi. Ôi gì, sai con đi rồi. 2.4 mấy? 2.4 à? À, đấy là con rẻ hơn được vào một tí nhà. Đây bốn con này. Hai con đen nhánh này là của thê à? Hai con này đẹp hơn hai con này. Vâng. Theo kinh nghiệm là như thế phải không bác? Đây là tay này là biết chọn hơn phải không? Tay này là không biết chọn mấy. À không thích. Nói chung là mỗi người thích một kiểu bác nhỉ? Đúng rồi. Mỗi người thích một cái khác. Vâng đúng rồi. Lựa em thích thiếp hơn thì lựa đẹp hơn một tí. Sướng chưa? Đấy tắt về thôi nhỉ. Lá này cái bao mới mới vậy. Có cái bao nào cho vào bao ấy? Hay ôm? Ôm hay cho vào bao? Đi nào đi. Em mù lố. Chờ bao thôi nhỉ. Thế nên lấy mẹ ở đâu mà không cho lên nhà cũng? Mẹ ở chờ chờ. Mẹ ở chờ đây đó. À thế. Thế con này xó nhỉ? Con này đồ hơn nhưng mà con này xó hơn. Đây hai con của đồng chí thề đây các bác. Con này như kiểu là chân nó không lên dậy được ấy. Phải không? Cứ chờ nó sao làm sao nó cứ nằm ở này. À đi được à anh? À, không. Anh tưởng là nó kiểu dắt đường xa nó mệt ấy. Con này là thắt hơi chặt hay sao ấy thầy ạ? Nè chị mình mua cho cho chắc đây. Đây là món quà của hai nhà tài trợ đến với hai đồng chí ở trong xóm. Có rạch muối không? Rạch muối cho nó thở không? Không cần. Cái cắt túi nó dài dài rồi. Cái túi nó thì nó... À, à dạ, cô ấy. Múa. Múa ơi. Đấy các bác ạ, bây giờ thì nói chung là về công việc mua lợn giống cho hai thanh niên là cũng đã ok rồi. Sướng rồi nhỉ, bây giờ làm gì biết của ai biết của ai? Biết nhìn cái biết không? Biết. Nhưng mà hai con của em thì nó dai thì nó sẽ xanh mà. Xanh xanh à? Về thả ở chuồng mới biết thì thôi ấy. Cái này không rạch mũi cho nó à? Cho nó thở à? Không sao đâu. Hả? Em bảo tại này đấy. Sao đâu anh à? Sợ về đến nhà nó tuổi thì thôi ấy. Hai thanh niên bốn con. Ụt ụt. Của em là dây xanh xanh nè. Cả hai con dây xanh. Màu này là của em đúng không? Còn thề là màu này. Này là chả có phải là màu màu dây váy không? Phải như kia đúng không? Đấy, như các cô đang chạy ấy. Thế hôm nay là vui mừng rồi chứ? Rất là vui rồi. À, là hết 2.9 nhỉ? Nên là họ dư mỗi 100 tí được đen sáng. À, 10.000 đi mua hai cái bao nữa thì còn 90.000. Còn thề là được vẫn còn 6 lít phải không?
thì là mua hai con này là nó rẻ hơn tí các bác ạ. Nói chung là cũng không rẻ đâu các bác ơi, đi vào chợ toàn 1,8 triệu rồi. 8,6 triệu. Ờ, 1,6 triệu, 1,8 triệu rồi thì có con 2 triệu mấy cũng có, sợ thật. Nó cũng không được rẻ lắm các bác ạ. Nói chung là chắc là cũng vào tùy từng mùa, tùy từng vụ thôi. Đấy thì các anh em đi mua cũng thực tế thế rồi. Thế thì qua đây thì con cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Judy Đặng một lần nữa. Và cảm ơn đến chú Ba ở Thuận An Lái Thiêu đã có phần quà để tặng cho em Thê, cũng như là cô Judy tặng cho gia đình nhà em Và đấy, chị Mỹ đấy các bác ạ. Bây giờ là con lợn này cũng đã ấy rồi, để về lấy về nhốt vào nhá, xong thì thỉnh thoảng vào anh chia sẻ cho các ông bà xem, thăm nhà thăm cửa thì chia sẻ để cho các bác xem con vật nuôi nó đã lớn như thế nào rồi, cho hai thanh niên nó phát triển các bác ạ. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã quan tâm theo dõi cũng như là trợ giúp cho những cái hoàn cảnh ở trên vùng cao. Đấy, năm nay là một món quà rất là lớn đến với đồng bào như thế này thì mình cũng rất là vui mừng rồi. Có lẽ là cũng xin phép là khép lại nội dung ở đây các bác nhá. Chào ông bà nào, vá ơi, vá ơi, hai anh em chào nào. Chào bà, xin chào các ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hôm nay thì đi mua lợn thì rất là một ngày rất là vui ạ. Xong rồi nhá. Vâng. Thế nào? Thế chào các ông bà và các anh chị ạ. Rồi bây giờ là kết thúc video đây thôi. Vâng.